những scandal ồn ào của danh hài Trường Giang, bỏ diện bắt cá hai tay, cạnh tranh với Trấn Thành, đó là những scandal mà Mười Khó vướng phải kể từ khi bước chân vào showbiz. Tối 8 tháng 2, Trường Giang tham gia một đêm diễn tại Tây Ninh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hoài Linh, Lâm Vĩ Dạ và Nhật Kim Anh. Trong lúc nam diễn viên hài biểu diễn, có nhiều khán giả lên tặng hoa. Một số khán giả phía dưới bất bình nên đã ném chai lọ vào những người lên tặng hoa. Tuy nhiên, Trường Giang lại tưởng họ nhầm vào anh nên giận dỗi nói, thôi đi vào không diễn nữa, nghệ sĩ diễn mà quý vị ném chai thì diễn làm gì nữa. Nói xong, trưởng phòng của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi bỏ vào trong cánh gà. Hành động của Giang được nhiều người đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Những người này cho rằng khán giả nên học cách tôn trọng nghệ sĩ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng cách cư xử của nam diễn viên hài là thiếu chuyên nghiệp. Danh hài Hoài Linh đã thay mặt đàn em xin lỗi khán giả Tây Ninh. Sau khi đóng phim 49 ngày, Trường Giang công khai tình cảm với bạn diễn Nhã Phương. Họ được coi là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, cách đây không lâu, người đẹp Quế Vân bất ngờ chia sẻ chuyện tình cảm với nam diễn viên gốc Quảng Nam. Theo đó, Trường Giang đã bắt cá hai tay khi cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ. Khi scandal tình ái nổ ra, Trường Giang và Nhã Phương hoàn toàn giữ im lặng. Khi sóng gió qua đi, nữ diễn viên phim Tuổi Thanh Xuân mới chia sẻ cô bị tổn thương rất nhiều bởi ồn ào của bạn trai. Tuy nhiên, thay vì chọn cách ra đi, cô vẫn chọn cách ở bên anh. Nhã Phương rất được lòng gia đình Trường Giang. Cô tâm sự đã sẵn sàng kết hôn với nam diễn viên hài, nhưng vì quá bận nên cả hai chưa chuẩn bị cho đám cưới. Trường Giang và Trấn Thành hiện là hai nghệ sĩ hài đắt show nhất hiện nay. Họ thường xuyên xuất hiện trong các game show, trong vai trò diễn viên hoặc ngồi ghế nóng. Cả hai khá ăn ý trong các màn đối đáp tung hứng. Tuy nhiên, có thông tin A Xìn và Mười Khó không ưa nhau và liên tục cạnh tranh trong công việc. Trong buổi họp báo, Trường Giang thừa nhận anh và Trấn Thành luôn trong tư thế cạnh tranh nhau, nhưng là để cùng nhau phát triển, chứ không phải vì ganh ghét và đố kỵ. Những sao nam Việt U40 đủ tiêu chuẩn làm soái ca nhưng vẫn ế. Những sao nam Việt U40 đủ tiêu chuẩn làm soái ca ngôn tình, nhưng đến hiện tại vẫn chưa chịu công bố người yêu để tính tới chuyện kết hôn. Soái ca là từ dùng để miêu tả người đàn ông, hội tụ một số tiêu chuẩn như đẹp trai, cao ráo lãng mạn, hài hước, body sáu múi, am hiểu phụ nữ và biết nấu ăn. Có rất nhiều sao nam Việt hội tụ các tiêu chuẩn như Hứa Vĩ Văn, Lương Mạnh Hải, Quang Vinh. Thế nhưng, đến bây giờ họ đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa chịu chọn cho mình một người bạn gái để kết hôn và sống hạnh phúc trọn đời. Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979 và cao 1m75. Với chiều cao nổi trội, bờ vai vững chắc, body chuẩn, nụ cười ngọt ngào, Hứa Vĩ Văn có thể che chở cho bất kỳ cô gái nào khi ở bên cạnh anh. Không những thế, sự lịch thiệp, phong thái chững chạc của Hứa Vĩ Văn khiến phái nữ mê mẩn. Nam diễn viên Em Là Bà Nội Của Anh là mẫu đàn ông lý tưởng chuẩn soái ca nhất ở Việt Nam. Trải qua nhiều cuộc tình, nhưng đến bây giờ nam diễn viên điển trai gần 40 tuổi này vẫn chưa tìm được một cô gái ưng ý tính đến chuyện kết hôn, dù xung quanh anh có rất nhiều mỹ nhân. Hải, nếu như Hứa Vĩ Văn đẹp trai kiểu lịch lãm, đàn ông chững chạc, thì Lương Mạnh Hải lại sở hữu vẻ đẹp thư sinh, nụ cười tỏa sáng, làn da trắng cùng cách ăn mặc xanh điệu, luôn giúp nam diễn viên bỗng dưng muốn khóc, khiến phái nữ mê mẩn. Lương Mạnh Hải có nhiều người tình màn ảnh như Minh Hằng, Thanh Hằng, Tanh Thanh Hà. Nhưng đến bây giờ, nam diễn viên sinh năm 1981 vẫn chưa tiết lộ người phụ nữ được anh yêu ngoài đời thật. Quang Vinh. Quang Vinh từng được người hâm mộ mệnh danh là Hoàng tử Sơn Ca. Anh từng sở hữu vẻ ngoài lãng tử thư sinh. Nhưng năm 2016, Quang Vinh trở lại showbiz Việt với diện mạo chín chắn, trưởng thành, lịch lãm và cũng trầm lắng hơn nhiều. Ngoài ngoại hình điển trai, Quang Vinh còn có gia thế giàu có. Bên cạnh việc ca hát, anh còn tập trung vào công việc kinh doanh. Tính đến hiện tại, Quang Vinh đã từng yêu đơn phương, từng thất tình và chưa tính đến chuyện kết hôn. Phi Hùng. Phi Hùng không chỉ hát hay, nhảy đẹp, mà anh còn sở hữu một ngoại hình sáng sân khấu. Mặc dù đã gần 40 tuổi, nhưng nam ca sĩ vẫn sống độc thân. Dù nhiều lần bị hối thúc lập gia đình, nhưng nam ca sĩ vẫn bình thản vì cho rằng anh chưa tìm được người phụ nữ của đời mình. Phi Hùng chia sẻ, tôi tin vào sự mách bảo của trái tim khi tìm kiếm một người vợ, một người tri kỷ để gửi gắm mọi tâm sự, cùng chia sẻ khó khăn trên đường đời. Tôi nghĩ rằng mình không nên vội vàng, mọi chuyện đều có chữ duyên và sẽ đến vào thời điểm thích hợp.
Nguyên Khang. Nguyên Khang hiện đang là một trong những nam MC hot nhất showbiz Việt. Nguyên Khang thu hút mọi người bằng vẻ ngoài điển trai, nụ cười tươi, lối nói chuyện tinh tế và khéo léo. Nam MC thường xuyên chăm chỉ tập thể dục, từng là vận động viên taekwondo và rất đam mê võ thuật. Bởi vậy, bạn gái nào ở bên cạnh Nguyên Khang sẽ được che chở bảo vệ. Nguyên Khang từng dính tin đồn hẹn hò với người đẹp Bích Khanh, nhưng anh cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Hiện tại, nam MC sinh năm 1984 vẫn chưa chịu công khai bạn gái. Hoàng Kiều Giang Còi, lớn tuổi rồi mà vẫn gái trẻ chạy theo đuổi đi không hết. Hoàng Kiều và Giang Còi đã thực sự gây chấn động làng giải trí những ngày đầu xuân năm mới bởi những phát ngôn của hai người đàn ông khiến nhiều người tranh cãi. Những ngày qua, câu chuyện tình yêu tan vỡ, hôn nhân thất bại của hai người đàn ông đã luống tuổi trong làng giải trí Việt khiến dư luận được một phen sụp sôi. Nếu như Hoàng Kiều đánh bóng tên tuổi với cuộc tình mộng mơ với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, thì Giang Còi lại gây ồn ào, tiết lộ gây sốc về hôn nhân tan vỡ với vợ trẻ kém 25 tuổi. Thực tế, suốt thời gian này, hai người đàn ông luống tuổi ấy bỗng nhiên nổi như cồn bởi câu chuyện gắn với gái trẻ. Họ chẳng phải là soái ca trong mộng của biết bao người phụ nữ. Họ cũng chẳng phải là diễn viên ca sĩ có tài năng xuất chúng, nhưng phát ngôn của họ khiến công chúng bàn cãi không thôi. Tỷ phú Hoàng Kiều, trong thời gian yêu Ngọc Trinh, vẫn có nhiều gái trẻ theo đuổi. Mối tình 27-72 giữa Ngọc Trinh và danh nhân tuổi thất thập Hoàng Kiều những ngày cuối tháng 11-2016 đã khiến cho nhiều người vô cùng quan tâm. Quan tâm bởi câu chuyện này được xem là một hiện tượng hy hữu. Dù biết rằng tình yêu là con tim và không phân biệt mọi khoảng cách tuổi tác, nhưng cái cách mà hai người trong cuộc đến với nhau khiến người ta hoài nghi. Không hoài nghi sao được khi suốt hơn 2 tháng yêu đương tình nồng ấy, một người đàn ông ở tuổi thất thập biến thành một chàng trai mới lớn ngô nghê cùng những hành xử có phần kỳ cục. Thêm vào đó, trong hầu hết các hình ảnh âu yếm yêu thương của cặp đôi đổ lệch, người ta nhìn thấy dày đặc những chai rượu của tỷ phú Hoàng Kiều. Những tưởng cuộc tình sẽ viên mãn đi đến từng phút cuối, nhưng người trong cuộc giận lên thì bỗng dưng một ngày giáp Tết, nhân nhân Hoàng Kiều tuyên bố chia tay Ngọc Trinh. Ngay lập tức, người đàn ông này gây lố với công chúng với mốt áo đỏ quần hoa nhức mắt tơi bời. Chưa hết, người đàn ông luống tuổi lại khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với phát ngôn trẻ trâu. Trong thời gian yêu Ngọc Trinh vẫn có nhiều cô gái trẻ theo đuổi. Cụ thể, trong đêm nhạc Tạ Đình, danh nhân này đã tiết lộ trong thời gian yêu Ngọc Trinh, xung quanh ông vẫn có nhiều vệ tinh, không ai trong số họ bỏ rơi ông. Họ còn khiến vị tỷ phú 73 tuổi cảm động khi nói với ông rằng anh đừng nắm tay nhầm người để rồi lại bị tổn thương. Thậm chí có nhiều đồn đoán cho rằng vì nghe lời xúi dục của người cũ, danh nhân Hoàng Kiều đã bỏ rơi Ngọc Trinh. Tuy nhiên, sau tất cả dù thế nào đi chăng nữa, thì phát ngôn về gái trẻ theo đuổi càng khiến danh nhân Hoàng Kiều thêm xấu xí trong mắt công chúng. Danh hài Giang Còi, gái 18 bất chấp để theo tôi nhiều lắm. Cũng như tỷ phú Hoàng Kiều, những ngày đầu xuân năm mới, danh hài dân dạ Đức Bắc này cũng gây sốc khi tiết lộ về tình trạng hôn nhân hiện tại. Cuộc đời người làm hài mua vui cho khán giả được xem là cười trên sân khấu, mà khóc sau cánh gà với Giang Còi cũng như vậy. Hôn nhân đầu đứt gánh, anh lại lao vào công việc để quên đi nỗi buồn cùng những cay đắng đời thường. Mãi miết mưu sinh, những tưởng duyên trời dừng lại, vậy mà may mắn Giang Còi gặp được người vợ trẻ đẹp kém tận 25 tuổi. Vậy mà cuối ngày 4 tháng 2, Giang Còi đã tuyên bố chia tay vợ hai và nuôi con một mình. Thậm chí anh còn sẵn sàng chờ tình yêu mới. Trước đó, danh hài Đức Bắc còn bộc bạch khi đi diễn tỉnh anh còn có rất nhiều cô gái tuổi 18 đôi môi theo đuổi. Nhiều cháu khi thấy đoàn làm phim về diễn sẵn sàng bỏ nhà đi theo đoàn làm phim chỉ vì các cháu nghĩ rằng nghệ sĩ toàn tiêu tiền cả tải, có xe kêu kẻ đón. Nhiều cháu nghĩ theo kiểu thà một phút đại còn hơn làm chim sẻ trăm năm. Được đi theo nâng khăn sửa túi cho nghệ sĩ là oai lắm, là nhan sắc mình cũng phải ở mức nào thì người ta mới đồng ý theo chứ. Từ đó hãnh diện với bạn bè, Giang Còi đã hồn nhiên chia sẻ như thế. Trước việc gái trẻ chạy theo đuổi đi không hết, Giang Còi đã phải từ chối vì anh thương các bạn trẻ. Anh sợ họ bị lợi dụng thân xác, rồi bị trả về thì cuối cùng cuộc đời sẽ gặp nhiều trắc trở thị phi. Chính vì thế, nhìn thấy những cô gái 18 tuổi đôi mươi vây quanh, Giang Còi thường đưa họ về tận nhà phân tích cho gia đình và bản thân họ hiểu bản chất của nghề diễn viên hài. Đông Nhi Isaac quậy tưng bừng ở sân khấu nước.
Isaac kết hợp khá ngẫu hứng cùng Đông Nhi trong ca khúc hit của hai người, đồng thời anh còn lôi kéo bạn thân xuống hồ nước để khuấy động cùng khán giả. Tối 10 tháng 2, Đông Nhi và Isaac tham gia đêm nhạc được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi bạn thân lần đầu kết hợp khá ngẫu hứng. Họ biểu diễn liên khúc Bad Boy, Bóng Bóng Bang Bang và Hai Cô Tiên. Cả hai kết hợp giữa giọng hát và vũ đạo, khuấy động không khí náo nhiệt của sân khấu ngoài trời. Cụ trưởng nhóm 365 còn cởi áo khoác để nhảy tưng bừng cùng vũ đoàn. Trong phút ngẫu hứng, Isaac và Đông Nhi nhiệt tình xuống hồ nước để gần với khán giả hơn. Họ cùng lôi kéo người hâm mộ xuống nước để quậy cung. Dù vậy, Isaac vẫn giữ nhịp bài hát, giúp Đông Nhi hoàn thành tiết mục trong sự cổ vũ nhiệt tình của fan. Sau màn biểu diễn ngẫu hứng, Isaac vào cánh gà nghỉ ngơi. Giọng ca điển trai vốn nhiệt tình, cháy hết mình khi biểu diễn nên được khán giả đánh giá cao. Trước đó, Isaac với phong cách lịch lãm bảnh bao đã cuốn hút người xem với hàng loạt ca khúc như Mr. Right, Khi Anh Yêu Em, Get Down và Tắt Đèn. Ngoại hình điển trai kết hợp với vũ đạo quyến rũ, phong thái trình diễn chuyên nghiệp giúp giọng ca yêu không nghỉ phép chiếm cảm tình của đám đông. Vốn đã lui về hậu trường hỗ trợ Đông Nhi phát triển sự nghiệp ca hát, nhưng ông Cao Thắng đã phá lệ biểu diễn cùng bạn gái trong ca khúc I Wanna Be Your Love. Ông Cao Thắng nhường lại sân khấu cho người yêu, Đông Nhi tiếp tục chinh phục người nghe bằng hai bản hit Boom Boom, Binger. Nữ ca sĩ sinh năm 1988, khoe vũ đạo sexy và giai điệu bắt tai của ca khúc. Sau khi thấm mệt vì các tiết mục, Đông Nhi được bạn trai ưng cần chăm sóc ở hậu trường. Giọng ca Trách Ai Bây Giờ tiết lộ dù chưa kết hôn nhưng cả hai có sự ràng buộc mật thiết. Cặp đôi muốn dồn sức cho âm nhạc thêm một vài năm trước khi quyết định về chung một nhà. Đông Nhi chia sẻ sau khi lập gia đình, cô sẽ dành thời gian cho tổ ấm của mình.